Xe đã cách cách tôi vẫn chưa quên. Đường thì to trái vời, còn tôi vẫn cứ đứng đợi. Em nhẹ bước đến như đã thôi quen. Trời chờ cho heo mì vì tôi đã lỡ yêu em. Tái ơi, cứu tôi với, cậu đâu rồi? Alo mơ. Ơi tôi nghe nè bà. Tôi với bà chơi trò này không? Gì bữa nay bà trò nữa? Thì trò kêu người yêu bằng anh á. Nghe sớm dữ trời. Vui mẹ thử đi. Ok chơi chơi sợ gì. Alo anh ơi. Hả? Mới kêu anh cái gì đó? Nay dễ thương thế. Lát anh gọi xích trà sữa sang cho nhá. Tới bà kìa. Ok. Alo anh ơi. Chị ơi cái gì vậy? Trời ơi mày không thấy dễ thương à? Dễ thương con khỉ á, nổi da gà luôn nè. Trời ơi, có bộ ai như mày không? Cứ kêu bình thường đi. Mày nói gì mày nói lại coi. Muốn ăn giọng thay cơm hả? Anh giỡn mà. Lần này thôi, không có lần sau nghe mày. Dạ, anh biết rồi. Tùy mày thôi, tụi tao không ý kiến. À, chào anh, dạo này anh có khỏe không? À, đã quen ai chưa? Anh rồi, đang vào game đợi cô ấy đây. Lâu rồi không em hát, em có thể... À, được chứ. Sai lầm lớn nhất em mang trong cuộc đời là đánh mất anh khi ta tuổi đôi mươi. Là một nấm mơ manh theo cả cuộc đời mà bản thân em còn chưa lo được nổi. Giờ đây em đã có những thứ anh cần rồi, chỉ không có anh nên em đau lòng thôi. Người không dám tình tương lai em thay đổi, sợ theo bước em anh. Và cơn nắng phiêu du theo làn cuốn hồng mềm, là công chúa hay nàng là tiên nữ. Hôm qua đi lòng anh thêm xuyên sao, anh đã lạc vào cả một bầu trời yêu dấu này, một bầu trời. Hello chị, lâu rồi không gặp. Em chuyển tiền lại cho chị rồi. Em cảm ơn chị đã giúp đỡ em nha. Tới gì đâu em, chị em mình yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ qua lại là chuyện bình thường. Dạ dạ, chị nói chí phải. Chị ơi, cho em 10k kim cương em mua này đi chị. Chị chuyển khoản cho em 10 triệu rồi đó, em muốn mua bao nhiêu cũng được. Quay, thank you chị nha, em ra mua đồ đây. Chị sao cho em chị nhiều tiền vậy, không sợ nó lợi dụng chị à? Chị có việc nhờ em đây, điều tra giùm chị. Ok chị, để đó cho em. Hello chị, em giới thiệu chị, còn em. Hello chị Ú nhá, anh hai ơi, em ấy có người yêu ấy, em muốn cái gì là để cho em cái đó. Cần nói là để cho em cái quân đòn của chị nó cơ. Ngu thật đấy. Hay vậy em, anh xem nào. Chị Ú, em chị mà, chuyện này là như thế nào? Phản bội tao á, thì mày xong rồi.
Tao đưa mày lên được, tao đạp mày xuống được. Nhớ thanh toán tiền lại cho tao. Cút. Mr. Lova Lova, Lova Girl. Mr. Lova Lova, Lova. Now Mr. Lova Lova. Bingo, lady. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Roo Roo. Anh ơi. Ơi, anh đây. Đố anh nhớ, 1 cộng 1 bằng mấy? Bằng 2. Không, em không thích 1 cộng 1 bằng 2 đâu. Thì em thích bằng mấy? Em thích 1 cộng 1 bằng 3 cơ. Ok, thế tắm rửa sạch sẽ đi, đợi xíu anh qua liền.